mừng mọi người đến với LNB Chino. Như anh em cũng biết, giai đoạn 100 của chúng ta sẽ có nhiều cái sự khác biệt về các môn phái, tại vì nó không có chiều mới và chúng ta sẽ có nhiều điểm hơn. Các môn phái của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, đúng không? Bây giờ là cô sẽ chia sẻ với anh em cách tăng kỹ năng, tiềm năng của môn phái võ đan. Thì chúng ta sẽ sử dụng võ đan kiếm và võ đan khí. Theo cảm nhận của cô thì ở trong giai đoạn 10x này, anh em thường chơi võ đan đó chính là võ đan kiếm nhiều hơn võ đan khí, nên là cô làm về võ đan kiếm trước nha. Hiện tại cô đang có dịch vụ cắm chain treo quạt. Dịch vụ bên cô có nhiều gói phù hợp với các nhu cầu của anh em, ví dụ như là gói cắm chain 24/24 và làm full các hoạt động tổ đội, cá nhân, bàn hội, có thể treo theo tháng, theo tuần hay theo ngày. Cái gói treo theo ngày dành cho anh em bận đi công tác, bận đi du lịch vài ngày. Gói này được nhiều anh em lựa chọn lắm nha. Hay gói trên đêm, anh em có thể lựa chọn thời gian trên đêm theo ý của anh em, ví dụ như 0 giờ đến 8 giờ sáng hoặc là 0 giờ đến 12 giờ sáng. Hay gói dịch vụ ưu đãi theo team cứng, team mềm. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ có thể liên hệ vô Zalo cho cô, Zalo Sơn của cô 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, khi mà chúng ta đã lên 100 cấp thì đa phần nếu như anh em gắn bó cái game này á, từ đầu đến 100 cấp luôn á, nếu anh em nào vào bang top, anh em có đầu tư, ví dụ như đầu tư cái thẻ tháng, đầu tư cái gói đầu tư cái kiểu, đúng không, anh em sẽ có vàng. Lúc này là anh em sẽ lên những món chục lọc. Khi mà chúng ta có được 4 món chục lọc, cô nghĩ là đến cái giới hạn cấp 100 anh em có thể chơi là chắc cũng lên được 4 món chục lọc rồi. Nếu như mà anh em biết tính toán thì chúng ta sẽ có tất cả kỹ năng của chúng ta cộng 1. Lúc này là chúng ta sẽ có nhiều cái đường tăng cho môn phái võ đan kiếm của chúng ta. Và theo cái cách tăng của cô võ đan kiếm trong giai đoạn 10x như thế này, chúng ta sẽ ưu tiên tăng bị động, tại vì chủ động là đa phần anh em sẽ chỉ tăng lượng nghi kiếm pháp với lại là nhân kiếm hấp dẫn thôi, đúng không? Bị động chúng ta sẽ quan trọng hơn. Và bị động thì cua sẽ tăng đó chính là võ đan kiếm pháp. Cái chiêu này sẽ giúp cho chúng ta có né tránh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta sẽ có sinh lực tối đa cơ bản. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái lượng phòng thủ tốt. Đó, sinh lực cơ bản anh em sử dụng mấy cái thể chất á, nó sẽ tăng máu cho chúng ta rất là nhiều. Rồi, có thêm né tránh ok, đúng không anh em? Rồi, kiếm khí tung hoành chắc chắn chúng ta cũng sẽ tăng thôi, tại vì bỏ qua né tránh nè, xe thần chí mạng nè, tỷ lệ gây choáng, tỷ lệ kháng nằm chậm, chúng ta chỉ cần ba cái dòng trên đây thôi, đúng không? Rồi, nhiều anh em nào mà anh em là thuộc dạng top rồi, anh em có thể build được quá nhiều bộ quanh để tránh, quá nhiều sát thương chi mạng, anh em không đủ điểm tăng, đúng không? Anh em không tăng chiêu này, nhưng mà cô nghĩ là 300 điểm bộ quanh để tránh nó cũng là một cái gì đó rất là cần thiết ấy. 60 điểm chim sát thương chi mạng cũng là cái gì đó cần thiết, nhưng mà quan trọng nhất là cái tỷ lệ gây choáng này 50%, ngon á, anh em nên tăng nha. Rồi, thái cực kiếm pháp có tấn công phần trăm như thế này phải tăng full. Mời tung huyễn ảnh, cái chiêu này nhiều anh em thà tăng cái chiêu thái nhất chân khí còn hơn tăng chiêu này, nhưng mà theo cua cô sử dụng chiêu này, tại vì khi mà nó ra cái chiêu này tầm khoảng 89 cấp anh em tăng full á, là giống như là anh em đã có được một cái hỗ trợ để cho chúng ta giao tranh tổng. Tại vì khi mà chúng ta thấy một người địch xung quanh, ban đầu chúng ta sẽ có được tỷ lệ né tránh hoàn toàn tấn công tầm xa, đúng không? Và khi mà chúng ta vô giao tranh tổng, thấy thêm một kẻ địch thì chúng ta sẽ tăng được tấn công hiệu quả là 8 tầng. 3 x 8 là 24% tấn công. Ngon không? Ngon. 24% tấn công nếu như chúng ta gặp đám đông nha, mà trên 8 người, đúng không? Thì chúng ta được 24%. Cái này 20% nó là 44%, và cái lưỡng nghi kiếm pháp anh em thấy tăng 20/20. Tấn công lên 100% là 144% luôn. Đam rất là to luôn nha anh em, đam to vãi nồi luôn. Rồi chưa kể nha, tỷ lệ né tránh hoàn toàn tấn công tầm xa chúng ta cũng sẽ được tăng là 2% nhân cho 8 là 16%. 16 cộng 12% trước đó là cố định cho cái nhân vật của mình, đó chính là 28%, là chúng ta né tránh rất là tốt luôn. Đây là cái chiêu này cô thấy rất là quan trọng, anh em nên tăng. Tại vì chúng ta vào những cái giao tranh tổng á, chúng ta sẽ thường bị những cái người chơi tay dài đánh trúng, đúng không? Này, tấn công tầm xa là tay dài mà, nên là cái này anh em nên tăng full. Đó, bị động là ba chiêu này sẽ tăng full, đúng không? Thái nhất chân khí cô cũng sẽ tăng full, tại vì cứ cách mỗi 6 giây chúng ta loại bỏ 0.5 giây tấn công. Anh em biết là 0.5 giây tấn công này, ban đầu nếu như mà anh em đi tống kim hay là chuẩn bị vô giao tranh á, và chúng ta chắc chắn sẽ được loại bỏ luôn rồi.
trừ khi nào đối phương đánh trúng chúng ta là bắt đầu là kích hoạt luôn á. Ở nên là cái việc mà chúng ta chạy vào đám đông 0.5 giây này, khi mà cái màn hình của chúng ta chưa lót được người mà nó đã quýnh chúng ta này, rất là nhiều chiêu đánh vô chúng ta trong 0.5 giây này thì chúng ta sẽ được miễn luôn, loại bỏ luôn, bỏ qua luôn. Ngon lắm nha anh em, cái chiêu này ngon lắm, sẽ giúp cho chúng ta sẽ rất là giàu. Nên là cái chiêu này mình sẽ tăng full. Rồi dư điểm thì anh em sẽ tăng thời vân tùng để cho chúng ta có tốc chạy. Cái thời vân tùng này theo cua thì chúng ta sẽ tăng cuối cùng. Còn nếu anh em nào mà theo dạng mà thích solo, thích bắt người, hoặc là đối đầu với những ông nào mà thiên về câu đam anh em chơi cái chiêu này full. Đó. Chủ động thì những cái chiêu này nếu như mà anh em đã lên được 4 món hoàng kim chục lọc thì cái chiêu này là khỏi tăng. Tại vì ba cái chiêu đầu khi mà anh em lên 4 món hoàng kim chục lọc nó tự động cho chúng ta một điểm tất cả các chiêu rồi. Đó nên là anh em có thể khỏi tăng ba chiêu này, chúng ta giữ 3 điểm đúng không? Giữ 3 điểm thì chúng ta được 3 điểm tăng vô những cái bị động này đúng không? Đó, cái chiêu chủ động 4 này chắc chắn phải tăng full rồi. Ưu tiên lúc nào cũng sẽ tăng full. Rồi cái nhân kiếm hợp nhất cũng sẽ tăng full. Rồi dư điểm là chúng ta tăng hết cái bị động. Sau khi mà tăng hết tất cả bị động, chúng ta sẽ tăng qua cái chiêu số 1. Tại vì cái chiêu số 1 này nó lướt ngon lắm nha anh em. Cái chiêu số 1 này khi mà chúng ta đã bắt được đối phương bởi cái lưỡng nghi kim pháp này, nó gây choáng đối phương. Tại vì anh em búp cái chiêu này là nó bắn kiếm liên tục luôn. Đó, đối phương mà bị choáng anh em nhanh chóng lướt cái chiêu này đam rất là to. Cái vô ngã tâm pháp này thì anh em nên xem lại cái nhân vật của mình. Nhân vật của mình có nhiều mana hay không. Nếu như cái con võ đang kiếm của chúng ta mà ít mana mà anh em tăng nhiều điểm này, mà anh em đánh cận chiến mà chắc chắn sẽ bị dính đam đúng không? Đó nên là mana của chúng ta sẽ bị giảm hết trơn luôn. Thì không có mana sao chúng ta chơi chiêu đúng không anh em? Đó nên là anh em cũng phải cẩn thận cân đo đồng điểm cái chiêu này. Và tốt nhất thì hiện tại cua sẽ ít tăng chiêu này hơn. Đó, cua nói lại nha, bị động sẽ tăng full hết bị động. Chủ động là mình sẽ tăng lượng nghi kim pháp, nhận kim hợp nhất. Rồi bắt đầu tăng xong hết đúng không? Nhiều điểm tăng lưu tình cạn nguyệt. Cái này thì tầm khoảng giai đoạn 80 võ đan kiếm nó mới thực sự được lựa chọn ok, nó mới mạnh. Nên là anh em nào yêu thích võ đan kiếm có thể lựa chọn môn phái võ đan kiếm này ở trong cái giai đoạn 80 trở đi. Như cô nói là có nhiều môn phái nó bản chất chiêu nó đã mạnh, nhưng phải đến giai đoạn nó đủ điểm tăng anh em mới có thể phát huy được, mới thấy được cái khả năng mạnh của nó. Và anh em thấy là những cái cuốn như Võ Lâm Mật Tịch nè, 5 cuốn đúng không, đổi bằng cái danh bộ lệnh nè, hay là những cái bánh ú, bánh ít, hay là bánh trung thu đồ này nọ của những cái lần nạp hoàn trả đó, anh em nên tận dụng những cái đó. Tại vì chúng ta nếu mà theo sát chúng ta có nhiều điểm tăng thì chắc chắn chúng ta tăng nhiều điểm hơn người ta, và chúng ta sẽ lợi hơn người ta rất là nhiều. Tại vì một vài môn phái nó chỉ cần tăng đủ điểm đến những cái mốc đủ điểm cho nó tăng, những cái chiêu của nó hỗ trợ cho nó thì sẽ rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh luôn, giống như thằng võ đăng kiếm nè, rất là mạnh luôn nha anh em. Rồi cái mật tịch thì anh em cũng biết là mật tịch chung của môn phái võ đăng kiếm nó tăng cho võ đăng kiếm có được cái bảo quản né tránh, có được né tránh, có được hút sinh lực, có hút nội lực, giúp cho võ đăng kiếm của chúng ta nó có được một cái khả năng sinh tồn đúng không, một khả năng sinh tồn rất là tốt. Và cái mật tịch cao khi mà võ đan kiếm của chúng ta bị đánh trúng, nó sẽ tạo ra một cái khí trường. Đối phương trong khí trường sẽ bị dính đam, và đối phương sẽ bị giảm những cái hiệu quả như là kháng choáng nè, kháng thời gian choáng, tỷ lệ kháng choáng, giảm những cái này để cho con võ đan kiếm của chúng ta có thể không chơi đối phương tốt hơn. Ngon lắm anh em, giảm tốc độ chạy nữa nha. Đây là về sau là con võ đan kiếm này nó bá đạo lắm. Rồi ở trong điểm tiềm năng của chúng ta thì võ đan kiếm là hệ ngoại công, nên là anh em tăng full sức mạnh cho nó. Dư điểm anh em tăng vô thần pháp nếu như máu của anh em nhiều. Máu nhiều theo cua nhận định là tầm khoảng 200k là máu nhiều ạ. Thì anh em tăng full thần pháp nếu dư điểm. Mà nói lại nha, nếu mà máu trên 200k máu, anh em tăng full sức mạnh, dư điểm tăng thần pháp. Nếu dưới 200k máu, anh em tăng full sức mạnh, dư điểm tăng thể chất. Tại vì càng về sau nếu anh em có đầu tư tốt á, thì khả năng anh em 200k máu là chuyện bình thường. Chúng ta tăng thần pháp để chúng ta có né thêm miếng nữa, đúng không? Né là một thuộc tính thủ rất là ngon, nên là anh em tận dụng nó sẽ rất là ok. Cua cũng có dịch vụ bi hoạt, nhiều anh em cũng hỏi về cái dịch vụ bi hoạt này của cua. Thì cái dịch vụ bi hoạt của cua yêu cầu anh em phải tích 8k vàng với lại 4k kim long. Cái này quan trọng nha, nếu anh em tích không đủ thì cua không nhận vào bi hoạt cho anh em đâu. Sau khi bi hoạt xong thì cua sẽ chia sẻ cái lộ trình để cho anh em có thể tự build trong tương lai. Cái này quan trọng nữa nè anh em,
Đó là cái giúp cho anh em hiểu và biết cách tự build ad của anh em trong tương lai luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo Sơn Gu Cua 0946496490. Ngoài cái dịch vụ cắm trên treo ad, ngoài cái dịch vụ build ad, cô còn có các dịch vụ khác của game Kiếm Thế Origin. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ thì có thể liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo Sơn Gu Cua 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng qua võ đăng khí. Đây là một môn phái hồi trước cô rất là ganh tị anh em. Ở trong những cái server đầu, đây là một môn phái ung thư, nó mạnh phải nồi luôn. Đến giai đoạn 70 nó còn mạnh nữa, tại vì cái mật tịch chung của nó đúng không, cực kỳ ganh tị với cái con võ đăng khí. Nhưng mà càng về sau thì ở trong giai đoạn 70 80 90, đặc biệt là level 100 á, thì hầu như là cô không thấy võ đăng khí, tại vì nó là một môn phái phụ thuộc vô cái chiêu vạn kiếm quy tông này rất là nhiều. Xong cái chiêu này mà không đánh bại được ai thì coi như nó phới luôn. Thiên địa vô cực đánh một lần hai đam, đúng không? một đam hai đam đó, nó cũng không làm được gì. Vô ngã vô kiếm cũng không làm được gì, bắt cấp như phục cũng không làm được gì, chỉ có cái châu nhờ cái thần dương vô cực thôi. Đây là cái việc mà lựa chọn võ đăng khí trong giai đoạn 10x thì cô thấy là ít anh em nào sử dụng, chỉ có những anh em tâm huyết mới chơi thôi. Thì cái này mình cũng sẽ chia sẻ cách tăng cho anh em nếu anh em yêu thích môn phái vô đăng khí mà anh em muốn chuyển qua. Đây là một môn phái mạnh nhưng mà mạnh về quần chiến, còn ở trong giao tranh nhỏ lẻ thì cô không đánh giá cao nha anh em. Chiêu của nó phản kiếm quy tông chắc chắn sẽ tăng full rồi. Chiêu này đam rất là to, quá đã luôn, và nó là cực kỳ đã. Nhưng mà anh em phải sử dụng chiêu này một cách hợp lý, anh em build tốt cho nó thì chúng ta sẽ có thể giải tán đám đông rất là tốt. Rồi, võ đăng khí công tăng full, thái cực vô ý chắc chắn sẽ tăng full rồi. Rồi, thái cực thần công sẽ tăng full. Vinagame có một động thái chỉnh sửa tăng lên cái tỷ lệ phần trăm nội lực này để cho chúng ta có được một cái khởi đầu của cái chiêu của chúng ta nó ngon hơn bằng cái lượng nội lực hiện tại. Thường thường là anh em sẽ tăng vô cái tọ vọng vô ngã để cho nó môn phái vô đăng khí của chúng ta nó có được một cái gọi là cái chuyển hóa sát thương vô nội lực đúng không, đỡ mất máu đúng không. Đó, nên là cái khả năng của chúng ta khi mà bị dính đam, chúng ta sẽ bị giảm nội lực rất là nhiều, nên là đam của chúng ta sẽ giảm từ từ bởi cái chiêu này. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa bị giảm nội lực thì chúng ta sẽ có được một cái lượng đam rất là lớn nhờ cái chiêu số 4 này. Nên là chiêu số 4 này cua sẽ tăng full. Bị động là ba chiêu, bị động cuối là chắc chắn sẽ tăng full. Cái chiêu bị động tọ vọng vô ngã này thì mình phải coi cái lượng mana của mình hiện tại như thế nào so với cái điểm máu. Nếu tỷ lệ là 1-3, 1-2 đâu này nọ, 1-3 đúng không, là ví dụ 100k máu mà anh em tầm khoảng 30k nội lực đi, anh em tăng khoảng này hai mấy phần trăm thôi, đừng có tăng 100%, tăng 100%, tăng cái này full một cái là người ta đụng nhẹ anh em hết mana, anh em khỏi chơi luôn. Nên là chúng ta phải xem xét nha, tùy ạt nha anh em. Rồi, Thê Vân Tung này thì hiện tại cô nghĩ là cô cũng ít tăng quá, tại vì chúng ta ưu tiên chúng ta tăng là chiêu này đúng không. Chiêu này full luôn. Chiêu điểm mình sẽ tăng vô cái chiêu này để cho chúng ta đánh thường. Tại ngoài cái chiêu này chỉ còn chiêu này cái đam thôi. Rồi, dư điểm nữa mình sẽ tăng vô full chiêu này để cho chúng ta chống đỡ cho nó trâu. Rồi, bắt đầu là anh em sẽ tăng vài điểm chiêu này, vài điểm tùy vào cái nhân vật của mình. Rồi, sau đó mình tăng full vô chiêu này. Cũng có người sẽ tăng vô ngã vô kiếm này, tùy anh em. Này, mình chỉ chia sẻ cơ bản thôi. Mỗi môn phái mình trải nghiệm một ít, mình chia sẻ cơ bản cho anh em, để cho những anh em nào mà muốn qua môn phái nào đó có thông tin cơ bản anh em trải nghiệm, đúng không? Rồi, ok, chỉ vậy thôi. Còn sau này mình dư điểm mình muốn tăng chạy nhanh gì đó hay cái gì đó, cái đó tùy anh em. Rồi, tại vì sao mà cô nói cái con võ đăng khí nó mạnh từ giai đoạn đầu đến 70? Cái mật tịch chung của nó anh em thấy nè, khi mà nó có được cái chiêu này, cái thuẫn, anh em tăng nhiều, anh em rất là trâu. Tại vì nó lấy cái lượng nội lực của chúng ta, nó làm khiên chống đỡ. Khi mà bởi cái khiên này thì chúng ta sẽ được thứ nhất là chí mạng. Cái thứ hai chúng ta sẽ có được đó chính là bất tử. Bất tử 2 giây, ngon phải nồi luôn. Cái chiêu này nó không đơn giản đâu anh em. 20 giây, không đơn giản đâu. Rồi, qua cái mật tịch cao của nó thì sao? Khi mà nó bị tấn công, thấy không? Bị đánh trúng thì nó sẽ phản kiểu như giống như theo mình. Nghĩ nó giống kiểu con Thúy Yên vậy đó anh em. Mà bị đánh trúng thì nó gây đam lại, bị đánh trúng gây đam lại vậy thôi. Đó, cái mật tịch cao nó là vậy.
Nhưng mà cái con võ đăng ký này cua thấy là quần chiến rất là tốt nha mọi người. Đòi hỏi anh em phải build tốt cho nó. Chứ không thôi là nó là một môn phái, phải nói là môn phái một nút á. Anh em không build tốt cho nó, vạn kiếm nguy tông mà xịt một cái là coi như anh em phải luôn. Đây là anh em phải cẩn thận khi mà lựa chọn môn phái võ đăng ký. Nó không yếu, chỉ là ít người chơi thôi. Rồi, thì qua tiềm năng thì anh em có thể tăng full nội công. Dư điểm là tăng vô thể chất. Nếu máu của anh em mà nhiều thì anh em có thể dư điểm tăng vô thần pháp. Nhớ nha, full nội công, dư điểm tăng vô thể chất. Nếu máu nhiều thì tăng full nội công, dư điểm tăng vô thần pháp. Rồi ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nói về võ đăng kiếm và đăng khí, mình ưu tiên võ đăng kiếm nhiều hơn, tại vì ở trong giai đoạn 10x này võ đăng kiếm được lựa chọn nhiều hơn võ đăng khí. Nên là anh em có thể tham khảo cách tăng kỹ năng, tăng kiềm năng của môn phái võ đăng kiếm với lại võ đăng khí. Còn anh em nào mà muốn biểu hoạt cứ nhắn tin vô Zalo cho cua. Zalo xin của cua 0946496490 để tham khảo các dịch vụ biểu hoạt và các dịch vụ của game kiếm thế Origin từ kênh LNB của mình nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube, chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.